Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con cái chữa các bạn. Một con cái manh mỹ chữa, một con cái xin chữa. Đây là cái manh mỹ chữa nè các bạn. Đó, xương cối lớn, rúng nghiếm nghiêm chỉnh, xả tích đúng nha các bạn. Manh mỹ là hai cái tay chà bá luôn. Chữa nha các bạn. Đó, chữa gần 4 tháng, chữa 3 bê, manh mỹ chữa 3 bê gần 4 tháng. Sải tích nghiêm chỉnh. Đó, chữa 3B gần 4 tháng các bạn. Đó, bẻ hai đôi răng nha. Rúng dài. Sải tích thì nghiêm chỉnh. Rúng dài, sải tích nghiêm chỉnh. Chân móng thì hoàn thiện các bạn. Đây, sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Đó. Chân móng đồ hoàn thiện, xương cối. Chữa gần 4 tháng, chữa 3B. Bao chữa, bao khám, bao lòi. Ôm chữa lưới nhì nha các bạn. Âm chữ lưới nhì nha. Tài lớn, manh mỹ. Con này tàn lớn dữ lắm các bạn. Bao chữa, bao khám, bao lòi. Đó, chữa 3B. Mới bẻ 2 đô răng. Giá là 27 triệu các bạn. 27 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó, xây mặt, xây lưng, đồ nghiêm chỉnh nè. Chữa 4 tháng nè. Đó, chữa gần 4 tháng các bạn. Chữ 3B nha. Mới bẻ 2 đầu răng. Âm chữ lưới nhì. Âm chữ lưới nhì. Giá là 27 triệu các bạn. 27 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, cái manh mỹ nè, rúng chiền nè, chân móng sò nè, hẳn băng nè, xương cối lớn. Chữ gần 4 tháng. Chữ 3B. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó. Giá 27 triệu các bạn. Đó, cái manh mỹ chữa nha, giá 27 triệu. Để mình do đo cận cảnh anh em thấy luôn. Đây. Cao 1m35 bò các bạn. Cái manh mỹ này cao 1m35, đít nè. Đít cao 1m43. Cái manh mỹ này cao 1m35, đít cao 1m43. Ôm chữa là ôm chữa lưới nhì. Gần 4 tháng chữa 3B. Bao chữa, bao khám, bao lòi. Bò bẻ 2 đô răng. Giá là 27 triệu. Cái mà này cao 1m35 bò, đít cao 1m43. Bẻ 2 đô răng giá 27 triệu các bạn. Chữa gần 4 tháng chữa 3B. Bao chữa, bao khám nha các bạn. Cày đuôi lớn. Sải tích nghiêm chỉnh, bò bự con nha các bạn. Con này cái mẫu cực kỳ lớn nha. Rúng nghiếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chữa 4 tháng 3B. Ôm chữa lưới nhì. Cao 1m35 bò các bạn. Đích cao 1m43. Ôm chữa lưới nhì giá 27 triệu các bạn. 27 triệu. Cái bên Mỹ chữa này giá 27 triệu các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Còn đây là con cái xin chữa mẫu Bombay. Con này mẫu độ của Bombay luôn các bạn. Rúng nghiếm nghiêm chỉnh, chân móng sò kiền khú. Rúng nghiếm nghiêm chỉnh, chân móng sò kiền khú, bạc gu nè. Sải tích nghiêm chỉnh các bạn. Con này sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh. Chữa 7 tháng rưỡi các bạn, con này chữa 7 tháng rưỡi nha. Chữa manh mỹ, chữa 7 tháng rưỡi. Rúng nghiếm đồ nghiêm chỉnh. Bốn vú đều, sải tích nghiêm chỉnh, đúng mẫu của Bombay độ luôn các bạn. Giá 26 triệu các bạn, 26 triệu. Lông đuôi một chùm. Chân móng là móng sò, lông đuôi một chùm. Rúng chiền, yếm về cui. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đây, sải mặt nè. Sải lưng nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Rồi, bốn vú đều nè, chân móng sò nè. Chữa 7 tháng rưỡi các bạn. Chữa 7 tháng rưỡi, chữa manh mỹ 7 tháng rưỡi nha. Ôm chữa làm chữa thứ tư. Giá là 26 triệu. Con này đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Rúng nè, chân móng nè. Hoàn thiện hết, sái tích đầu nghiêm chỉnh đó các bạn. Con này sẽ mặt nè. Sẽ mặt, sẽ lưng đầu nghiêm chỉnh nè.
xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, quà đen nè, cao 1m3 bò các bạn, cao 1m3 bò, cao 1m3 bò nè. Đít cao 1m39, cao 1m3 bò, đít cao 1m39 bò. Đó. Cao 1m3 bò, đít cao 1m39. Ôm chữa lứa tư 7,5 tháng, bò manh Mỹ. Giá là 26 triệu nha các bạn. 26 triệu. Chân móng sò. Bạc gu sái tích đồ nghiêm chỉnh quyền bò nha các bạn. Giá 26 triệu. Chữa 7,5 tháng, bao chữa, bao khám, bao lòi chữa bò manh Mỹ nha các bạn. Cao 1m3 bò, đít cao 1m39. Giá 26 triệu. Cảm ơn các bạn theo dõi video.